Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài số 6 phần Looking Back. Trang 14 sách tiếng Anh 10, chương trình mới. In our lesson today, we have got three parts. Bài hôm nay chúng ta gồm có 3 phần. 1. Pronunciation. Phát âm. 2. Vocabulary, từ vựng. 3. Grammar, ngữ pháp. Now we start with part 1, pronunciation activity 1. In this part, you have to put the following two syllable words in the correct columns according to their stress patterns. Ở phần này, các em sẽ phải đặt các từ có hai âm tiết vào đúng cột theo dấu trọng âm. You should spend 4 to 5 minutes doing this task. Let's remember that two syllable nouns and adjectives are often stressed on the first syllable, and two syllable verbs are often stressed on the second syllable. Các em nên sử dụng 4-5 phút để hoàn thành phần nhiệm vụ này. Các em nhớ lại kiến thức rằng danh từ và tính từ có hai âm tiết thường được đánh dấu trọng âm vào âm tiết thứ nhất. Còn động từ có hai âm tiết thường được đánh dấu trọng âm vào âm tiết thứ hai. Have you finished it? Các em đã hoàn thành xong bài tập chưa? Please let's check your answer. Symbol is a noun. So it is stressed on the first syllable. Challenge. It is a noun too. So it is stressed on the first syllable. Workforce. It is also a noun. So it is stressed on the first syllable. Letter is a noun too. So it is stressed on the first syllable. In fact is a verb. So it's stressed on the second syllable. Army is a noun. So it is stressed on the first syllable. Healthcare. It is a noun, so it is stressed on the first syllable. Income is a noun too. It is stressed on the first syllable. Improve. It is a verb, so it's stressed on the second syllable. Complete. It is also a verb, so it is stressed on the second syllable. Suggest is a verb, so it is stressed on the second syllable. And the last one, become, it is also a verb, so it is stressed on the second syllable. Have you got the key? Các em đã có được đáp án chưa nhỉ? Okay. Now, we continue the vocabulary part with activity 2. In this part, you will have to listen and repeat the words. Ở phần thứ hai này, các em sẽ phải nghe và nhắc lại các từ. Are you ready? Please listen and repeat. Unit 6, page 14, looking back, activity 2, listen and repeat the words. Temple,
And next, let's go to the second part today, vocabulary. Và kế tiếp chúng ta sẽ sang phần thứ hai, phần từ vựng. In this part, you decide which words in brackets best complete the sentences. You should use 4 to 5 minutes to do this task. Ở phần này, các em quyết định xem từ nào trong ngoặc thì phù hợp nhất để hoàn thành các câu sau. Các em nên sử dụng 4-5 phút để làm bài tập này. Are you ready to check your answers? Các em sẵn sàng để kiểm tra câu trả lời chưa? 1. Gender equality. Gender equality, sự bình đẳng về giới tính. Câu này được hiểu là nhiều việc phải được thực hiện để đạt được sự bình đẳng về giới trong vấn đề cơ hội việc làm. Number 2. Preference. Give preference to somebody. Dành sự ưu tiên cho ai? Câu này được hiểu là các nhà tuyển dụng dành sự ưu tiên cho sinh viên đại học. 3. Eliminated. Eliminate poverty and hunger. Loại bỏ đói nghèo. Câu này được hiểu là người ta đã loại bỏ được đói nghèo ở nhiều vùng hay nhiều nơi trên thế giới. 4. Rights. Equal rights to education, employment and healthcare. Quyền công bằng đối với giáo dục, việc làm và dịch vụ y tế. Câu này được hiểu là cả hai giới tính nên được cung cấp quyền công bằng đối với vấn đề giáo dục, việc làm và dịch vụ y tế. Number 5. Access. Internet access. Sự truy cập Internet hay là mạng. Câu này được hiểu là truy cập Internet có thể được thực hiện ở khắp nơi trong thành phố. Number 6. Caretaker. Người chăm sóc, trông nom người khác. Thường được sử dụng trong tiếng Anh Bắc Mỹ. Câu này được hiểu là một người chăm sóc ai đó ốm, khuyết tật hay già cả ở nhà thì được gọi là một caretaker hay là người chăm sóc. Number 7. Discrimination. Discrimination against women and girls. Sự kỳ thị đối với phụ nữ và con gái. Câu này được hiểu là chúng ta không cho phép bất kỳ loại kỳ thị nào đối với phụ nữ và con gái. Number 8. Progress. Make progress. Có hay đạt được sự tiến bộ in ở lĩnh vực nào đó. Câu này được hiểu là người dân ở nước này, đất nước này đã đạt được những tiến bộ tốt trong việc loại bỏ bạo lực gia đình. Yeah, we have finished this task. Have you got the correct answer? And now we start part 3, grammar with exercise 1. In this exercise, you'll have to choose the correct passive forms A to F to complete the sentences 1 to 6. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 1 ở phần 3, phần ngữ pháp. Trong bài tập này, các em sẽ phải lựa chọn dạng bị động đúng từ A đến F để hoàn thành các câu từ câu 1 đến câu 6. To do this exercise, you should find out and underline the key words or phrases in each sentence. Để làm bài tập này, các em nên tìm và gạch chân các từ và cụm từ quan trọng trong mỗi câu.
use 5 to 4 minutes to do this task. Các em nên sử dụng từ 4 đến 5 phút để hoàn thành bài tập này. Are you ready to check the answers? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra câu trả lời. 1. C can be seen. Với phần gạch chân, các em có thể tìm được câu trả lời đúng. Có thể quan sát được từ căn hộ tầng 7. 2. F should be made. Ở câu này, các em nhớ lại cấu trúc make efforts to do something, nỗ lực, cố gắng làm điều gì đó. Number 3, E must be written. Các em nhớ cụm từ in là bằng mực. Do đó, chúng ta có thể chọn được đáp án một cách dễ dàng. Tất cả các bài tập phải được viết bằng mực. Number 4, D might be postponed. Rõ ràng ở đây cuộc họp có 3 người trong 5 người không thể đến. Do vậy cuộc họp có lẽ được hoãn lại. Number 5, A may be asked. Ở câu này, các em nhớ join something có nghĩa là tham gia, gia nhập tổ chức hoặc nhóm nào đó. Number 6, B should not be allowed. Trên lý lẽ thông thường thì trẻ em bị cấm chơi các trò chơi bạo lực. Exercise 1 has been finished. Now, let's do exercise 2. In this, you will rewrite the following sentences using the passive voice. You must remember that the verb to be a modal verb is modal at be, such as will be, can be, may be, should be, and etc. Ở bài tập này, các em phải nhớ rằng động từ to be của động từ khuyết thiếu sẽ là động từ khuyết thiếu cộng với be ở dạng nguyên, chẳng hạn như là will be, can be, may be, should be, vân vân. Use 4 to 5 minutes to do this exercise. Các em sử dụng 4 đến 5 phút để hoàn thành bài tập này. Now, please check your answer. 1. An essay on gender equality must be written. Để làm được các câu dạng này, các em chú ý phải xác định được động từ chính và tân ngữ. Trong câu 1, động từ chính là must write. Và tân ngữ của nó là uneasy on gender equality. Căn cứ theo những gì chúng ta đã học, thì lúc này tân ngữ của câu chủ động được chuyển lên làm chủ ngữ của câu bị động. Động từ chính must write được chuyển xuống thành must be written. Must be cộng với phân từ 2. Các em nhớ phân từ 2 của write là written. Tương tự như vậy, chúng ta có thể làm với câu 2. Chúng ta có thể nhìn vào câu 2, look at number 2. Men and women should be given equal pay for equal work. Ở đây động từ chính là should give. Và tân ngữ
là men and women. Các em chú ý, trong câu này, chúng ta có thể chuyển y của thầy là tân ngữ số 2, tân ngữ gián tiếp chuyển lên làm chủ ngữ. Nhưng khi làm cách này, các em nhớ sau phần từ 2 given, thì các em phải thêm động từ, thêm giới từ to để định hướng cho đối tượng nào trong câu này. Number 3. More progress in gender equality will be made by the Vietnamese government. Ở câu này động từ chính là will make và tân ngữ là more progress in gender equality. Number 4. This exit door can be opened in case of emergency. Trong câu này chủ động từ chính là can open và tân ngữ là this exit door. Câu thứ 5. My mother might be given an award. Trong câu này động từ chính là might give và tân ngữ là my mother. Number 6. Obesity may be considered a serious health problem. Động từ chính là may consider và tân ngữ obesity. Sau khi hoàn thành bài tập này xong, chúng ta cùng nhau nhìn lại công thức chuyển đổi từ câu chủ động với động từ khuyết thiếu sang câu bị động. Câu chủ động, chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu, cộng động từ dạng nguyên, cộng tân ngữ. Câu bị động, chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu, cộng be, cộng phân từ 2 và cộng với by tân ngữ, tác nhân của hành động. Ở nhà, các em nhớ ôn lại từ vựng, ngữ pháp và chuẩn bị cho bài học kế tiếp. Bài học đến đây kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các em. Thank you for your attention and watching. Goodbye and see you next time.